Câu chuyện của hiệu ứng Monday đối thị trường chứng khoán Việt Nam 2023 xét thấy cũng khá rõ ràng. Tổng hợp những bí ẩn của thị trường ở đây kể những điều gì thực sự đang diễn ra mỗi ngày. Để hiểu rõ về ảnh hưởng của hiệu ứng Monday, mọi người cần biết sơ qua về định nghĩa ở cụm từ này. Về cơ bản trong trading, khác với trường phái đầu tư và nắm giữ dài hạn với kỳ vọng cổ phiếu có cơ bản tốt sẽ tăng dần, lướt sóng thường tập trung mua và bán trong những khoảng thời gian ngắn hoặc rất ngắn. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu có tồn tại thời điểm tốt nhất trong ngày, trong tuần, trong tháng hay trong năm để mua vào hoặc bán ra cổ phiếu hay không? Có một số quan điểm cho rằng ngày giao dịch đầu tiên trong tuần là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu sau khi một lượng lớn tin xấu có thể đã tung ra vào cuối tuần, được gọi là hiệu ứng thứ hai. Tại sao lại là thứ hai? Đơn giản vì nhà đầu tư đã có 2 ngày cuối tuần suy nghĩ, đón nhận và hấp thụ tin tức sau khi ra. Bởi vậy, ngay đầu tuần như thứ hai, các nhà đầu tư thường sẽ hành động quyết liệt và cắt bớt sự kinh hoàng sau khi tự hành hạ bản thân vì những sai lầm của tuần trước đó. Chỉ báo những ngày thứ hai đỏ lửa cho thấy ít nhất đến lúc này vẫn đang khá yên bình. Nhìn lại 2022, 2020, 2018, 2008, 2009, phần lớn các ngày thứ hai đều giảm điểm, thậm chí nhiều ngày giảm điểm mạnh ở mức -2 đến -4% trở lên. Bạn có thể hình dung khi index bay 2% thì cổ bay từ 4 cho đến 5% và khi index bay khoảng 4% thì cổ sẽ nằm sàn là chính. Và theo đà thì một ngày thứ hai tệ hại sẽ dẫn tới toàn bộ một tuần kém cỏi của cổ cảnh. 2023 đã đón nhận thời gian quý 1 với các ngành thứ hai khá yên bình cho đến thời điểm hiện tại. Và hôm nay lại là thứ hai. Để tìm cơ hội để săn được cổ có xong thì anh em thử tham khảo AI này nhé. Và